Sau thời gian bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai năm 2023 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng, chuỗi cung ứng hàng hóa trên thị trường xã hội chậm, nhất là các ngành sản xuất chủ lực như dệt, may mặc, sản xuất da dày và giày da, hóa chất, sản phẩm điện tử, giường, tủ, bàn ghế. Sản xuất chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giá thức ăn tăng cao, xuất khẩu giảm và tình trạng cắt giảm việc làm. Đứng trước những thách thức đó, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, người lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau. Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 1193 về việc củng cố tổ chức cụm khối thi đua tại tỉnh Đồng Nai. Theo đó, khối thi đua 7 gồm 5 đơn vị thành viên là các ngân hàng sau: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Biên Hòa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai. Với thuận lợi là khối thi đua gồm các ngân hàng có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động trong khối là gần 1.000 người. Ngay từ đầu năm 2023, khối thi đua 7 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên, làm cơ sở cho việc phát động phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối thông qua việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung ứng vốn và giải pháp tài chính kịp thời, giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa vai trò then chốt trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. Điểm lại kết quả kinh doanh, một số chỉ tiêu chính trong năm 2023 của các đơn vị trong khối. Các chỉ tiêu về quy mô của các đơn vị có sự tăng trưởng so với đầu năm. Trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân gặp không ít những khó khăn đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng tín dụng của các ngân hàng. Tuy nhiên, các đơn vị trong khối luôn chấp hành tuân thủ các quy định, quy trình của ngành, đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả và kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu. Tổng lợi nhuận hoạt động kinh doanh của 5 đơn vị trong năm 2023 đạt 3.332 tỷ đồng. Các đơn vị hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, năng suất lao động bình quân trên cán bộ của các đơn vị ngày một cải thiện, góp phần nâng cao thu nhập bình quân và đảm bảo đời sống cho mỗi cán bộ công nhân viên trong khối. Thi đua là động lực quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ nhân viên. Các phong trào thi đua yêu nước tại các thành viên trong khối không ngừng đổi mới, chất lượng và hiệu quả hơn nhằm phát huy cao tinh thần tự chủ, sáng tạo của người lao động, góp phần tạo khí thế sôi nổi, tạo động lực, cổ vũ tinh thần, huy động được sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo, nêu cao tinh thần yêu nghề của mỗi cán bộ nhân viên trong khối. Ngay từ đầu năm 2023, Vietinbank Đồng Nai, khối trưởng khối thi đua 7, đã phát động đến cán bộ nhân viên chi nhánh tích cực tham gia, hưởng ứng nhiệt tình các chương trình thi đua do Ngân hàng Công thương Việt Nam triển khai, như tăng trưởng lợi nhuận vượt kế hoạch, dịch vụ hiệu quả, lan tỏa niềm tin. Các chương trình thi đua phát triển kinh doanh của khối khách hàng doanh nghiệp, khối bán lẻ, thủ lĩnh vận hành và được sự hưởng ứng tích cực của 100% cán bộ nhân viên, người lao động trong chi nhánh. Kiên định với quan điểm kinh doanh, quyết liệt, trách nhiệm, sáng tạo, cùng với sức mạnh nội sinh và tinh thần đoàn kết, Vietinbank Đồng Nai luôn bám sát định hướng, mục tiêu phát triển năm 2023 là đẩy mạnh tăng trưởng quy mô, an toàn, bền vững và hiệu quả. Đa dạng hóa danh mục khách hàng, ngành hàng, phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, thúc đẩy công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và năng suất lao động, tăng cường công tác quản trị rủi ro, thúc đẩy văn hóa tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy định nghiệp vụ. Lãnh đạo chi nhánh đã triển khai các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề Vietinbank 35 năm khát vọng tầm cao mới, nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ nhân viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể như chương trình thi đua của các khối khách hàng doanh nghiệp, khối bán lẻ bao gồm các chiến dịch phát triển khách hàng tiền vay, tăng trưởng nguồn vốn, quán quân kinh doanh ngoại tệ, ngôi sao phí dịch vụ, chiến dịch chuyển đổi số, các chương trình thi đua tăng năng suất lao động dành cho cán bộ thuộc bộ phận hỗ trợ, phát động thi đua xây dựng đoàn kết nội bộ,
xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, trong sạch, vững mạnh, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời, nhằm khuyến khích đội ngũ nhân viên đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động mỗi ngày, tạo ra những giá trị tốt nhất cho Vietinbank Đồng Nai và cho khách hàng. Chi nhánh đã kêu gọi cán bộ nhân viên tham gia chương trình thi đua Vietin Innovate, nghĩ khác, làm mới, bứt phá vươn xa. Theo đó, đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến thiết thực được Hội đồng thi đua khen thưởng chi nhánh tuyên dương khen thưởng. Song song đó, chi nhánh đã tổ chức các chương trình thi đua hàng tháng, hàng quý như Ô chữ bí mật, bàn tròn văn hóa doanh nghiệp, để mỗi cán bộ nhân viên Vietinbank chi nhánh Đồng Nai thêm phần thấm nhuần các nội dung về văn hóa doanh nghiệp và thực thi văn hóa doanh nghiệp mỗi ngày theo hệ 5 giá trị cốt lõi của Ngân hàng Công Thương và hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cơ sở vận dụng đầy đủ các triết lý hoạt động của Vietinbank trong mỗi mục tiêu công việc hàng ngày. Ngoài ra, để duy trì sức khỏe và lan tỏa tinh thần sống một đời có lãi cùng Vietinbank, chi nhánh cũng đã vận động toàn thể cán bộ nhân viên và người thân, bạn bè, đối tác, khách hàng cùng tham gia giải chạy trực tuyến do Vietinbank tổ chức nhằm chung tay thực hiện các công trình an sinh xã hội về lĩnh vực giáo dục. Với sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh của tập thể cán bộ nhân viên trong năm 2023, Vietinbank Đồng Nai đã được Ngân hàng Công Thương Việt Nam vinh danh là một trong 3 chi nhánh trong toàn hệ thống, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ. Vietcombank Đồng Nai, khối phó khối thi đua 7, đã triển khai các phong trào thi đua của tỉnh Đồng Nai, của Ngân hàng Nhà nước và của hệ thống Vietcombank thông qua việc phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023, phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 của Vietcombank Đồng Nai và được cụ thể hóa thông qua các chuyên đề thi đua, nỗ lực vượt thách thức về đích sớm với FWD, 90 ngày tăng tốc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tín dụng, các chuyên đề thi đua về thẻ và các sản phẩm bán lẻ nhằm động viên, khích lệ toàn thể cán bộ nhân viên nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của chi nhánh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của hệ thống Vietcombank. Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh được giao, với phương châm hành động, chuyển đổi, hiệu quả, bền vững, cùng quan điểm chỉ đạo điều hành, trách nhiệm, quyết liệt, sáng tạo, Ban giám đốc chi nhánh đã phát động và triển khai đến toàn thể cán bộ nhân viên phong trào thi đua, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Theo thông báo số 20, ngày 30 tháng 11 năm 2023, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 theo công văn số 16, ngày 11 tháng 1 năm 2021 và công văn số 691, ngày 27 tháng 6 năm 2021, triển khai thực hiện phong trào thi đua, cán bộ Vietcombank thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào thi đua, cán bộ Vietcombank rèn đức, luyện nghề, sáng tạo. Trên cơ sở bám sát mục tiêu kế hoạch hành động năm 2023, Vietinbank chi nhánh khu công nghiệp Biên Hòa đã triển khai phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo tại công văn số 167 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc phát động thi đua kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Thông báo số 143 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của chi nhánh khu công nghiệp Biên Hòa về việc phát động phong trào thi đua năm 2023. Ngay từ đầu năm, trong cuộc họp triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, chi nhánh đã phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ nhân viên, cụ thể như thi đua tăng trưởng nguồn vốn, thi đua về đích sớm dư nợ, thi đua phát triển khách hàng mới, thi đua khách hàng doanh nghiệp mới sử dụng dịch vụ tài trợ thương mại, quán quân thu phí tài khoản số đẹp Alias, phí bảo hiểm, khai thác đơn vị chi lương, ngôi sao kinh doanh ngoại tệ, thúc đẩy năng suất lao động giao dịch viên, khen thưởng thành tích trả tiền thừa, đồng thời tổ chức đăng ký thi đua và ký kết thi đua giữa các phòng ban trong chi nhánh. Bên cạnh đó, thường xuyên phát động các chương trình thi đua ngắn ngày để tạo động lực thi đua cho cán bộ, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành sớm chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2023, tập thể cán bộ nhân viên Vietinbank chi nhánh khu công nghiệp Biên Hòa cũng hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Ngân hàng Công Thương trụ sở chính phát động, như giải chạy hưởng ứng 35 năm thành lập Vietinbank với 135.000 km chạy được đã đóng góp được hơn 430 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội Vietinbank. Tham gia các chương trình thi đua thúc đẩy kinh doanh như Kinh doanh ngoại tệ, FX Sale 2023, FX Phòng giao dịch 2023, thi đua thúc đẩy phát hành thẻ, thi đua tăng trưởng dư nợ khách hàng cá nhân. Nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, cấp ủy đảng, ban giám đốc chi nhánh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng những giải pháp đồng bộ, tổ chức,
các phong trào thi đua trong chi nhánh để lựa chọn ra những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng để khen thưởng là cơ sở để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua, ý thức tự giác, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. BIDV Đồng Nai đã tập trung vào phát động và thực hiện phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, phong trào lao động giỏi, sáng tạo, phong trào thi đua, người tốt, việc tốt, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đơn vị tự vệ quyết tiến, phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ nhân viên trong toàn chi nhánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, chế độ thể lệ của ngành, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào thi đua doanh nghiệp thân thiện với môi trường của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, phong trào thi đua tiết kiệm chi phí trong hoạt động, triển khai việc phát động phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, cùng một số phong trào chào mừng kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đại hội thi đua các cấp phấn đấu xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt. Thi đua của công đoàn BIDV giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2023. Tham gia cuộc thi viết về văn hóa doanh nghiệp Tôi là BIDV nhằm giúp cán bộ nhân viên BIDV tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp BIDV, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu và sự gắn bó của cán bộ với BIDV. Từ đó, xây dựng BIDV ngày càng lớn mạnh, phát động đảng viên, người lao động tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ 3 năm 2023. Phát động đảng viên, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, tham gia giải chạy Tết ấm cho người nghèo Xuân Quý Mão 2023 và giải chạy BIDV Run cho cuộc sống xanh, nhằm tiếp tục lan tỏa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của BIDV đối với các hoạt động vì cộng đồng, xã hội. Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và chương trình Cán bộ BIDV dùng thẻ tín dụng BIDV và phong trào triển khai chương trình Tôi yêu BIDV Smart Banking trên App Store và Google Play. Năm 2023, Aribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đã triển khai có hiệu quả chính là phát động các phong trào thi đua, khen thưởng gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua tiêu biểu do Aribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai phát động như phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, phong trào giao chỉ tiêu và khen thưởng dịch vụ tài khoản số đẹp, phong trào thi đua nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi nợ sau xử lý, không để nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh, phong trào thi đua IBIC cùng Aribank chung sức thành công. Qua các phong trào thi đua được phát động, Aribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai cũng đã làm tốt công tác bồi dưỡng, phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực, công tác tại các hội nghị sơ kết và hội nghị tổng kết. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong toàn chi nhánh. Xem đây là giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn, các đơn vị thành viên trong khối thi đua 7 cũng đã tích cực tham gia phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các phong trào xã hội, đền ơn đáp nghĩa và ủng hộ các quỹ từ thiện do Công đoàn Ngân hàng Trung ương và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát động, hưởng ứng tích cực cũng như hỗ trợ các cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền hỗ trợ, đóng góp trong công tác an sinh xã hội năm 2023 của các đơn vị trong khối thi đua 7 là 6,8 tỷ đồng.
Trong đó, tập thể cán bộ nhân viên khối thi đua 7 đã cùng nhau đóng góp hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà nhân ái đối với 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Song song với việc triển khai phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lựa chọn các nhân tố tiêu biểu, khen thưởng kịp thời, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả điều hành, nâng cao văn hóa đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử. Căn cứ hướng dẫn số 03 ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn xét chọn, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2023, khối thi đua 7 cũng đã trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu dương, tôn vinh cho 3 tập thể phòng và 2 cá nhân thuộc khối. Ngoài ra, để tạo cơ hội cho cán bộ nhân viên trong khối có dịp rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, ngày 23 tháng 9 năm 2023, khối thi đua 7 cũng đã tổ chức hội thao khối thi đua 7 với sự tham gia của 230 vận động viên là cán bộ nhân viên của 5 đơn vị của khối và của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được trong năm 2023. Trong thời gian tới, khối thi đua 7 sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ nhân viên trong khối, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng và kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến tại đơn vị. 5 đơn vị thuộc khối thi đua 7 quyết tâm dành toàn tâm, toàn lực trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng của địa bàn và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực của từng đơn vị nhằm tạo sự đột phá trong công việc, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm, thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, tạo thế và lực vững chắc nhằm góp phần thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, đóng góp tích cực vào xây dựng, phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Đồng Nai, cũng như nâng cao vị thế, hình ảnh, thương hiệu của mỗi đơn vị thành viên trong khối.